đơn vị Bắc Ninh gặp vận động viên Nguyễn Quyết Tiến, đơn vị Vĩnh Phúc. Trận đấu bắt đầu. Sân bãi trang lại giới tác để đảm bảo thi đấu trận tiếp theo. Sau trận thi đấu, sau trận thi đấu này xin mời tổ chủ khu sân bãi sau tại Hà Văn Hiếu chúc cho cái sân bãi sau trận này. Mời hai vận động viên vào công bố kết quả. Với tỷ số 2-1, vận động viên mang bao đỏ đơn vị Bắc Ninh thắng trận.